trăm vạn quân giặc bao vây Nam Dương. Không được ứng cứu, cũng không có lương thực. Rồi cũng có ngày thành bị phá, trại Tà Lĩnh tiệm tang sự. Khóc cha hỡi khóc cha, khóc mẹ hỡi khóc mẹ. Cố Lăng, trăm vạn quân giặc bao vây Nam Dương. Không được ứng cứu, cũng không có lương thực. Rồi cũng có ngày thành bị phá. Khóc cha hỡi khóc cha, khóc mẹ hỡi khóc mẹ. Làm phiền chư vị thần linh, cậy đi, khóa không kiên kỵ, cậy đi. Núi Lan Gia, Tà Lĩnh Kim Cương, cậy đi. Làm phiền chư vị thần linh, cậy đi, khóa không kiên kỵ, cậy đi. Khóa không kiên kỵ, cậy đi. Quan tài cổ ra rồi, quan tài cổ ra rồi. Sao sợi thần lớn thế này lại đứt được? Đúng thế, lớn thế này cơ mà, sao lại đứt chứ? Chuyện gì vậy? Thiếu chủ, thiếu chủ cẩn thận. Cẩn thận đấy thiếu chủ, cẩn thận đấy. Bốn bề không có gió, sinh thái bẩn. Núi đơn hướng nước dội về nơi này. Cửa nhà mở rộng từ miền thú, đào mộ mở quách tai họa đến. Thiếu chủ Tà Lĩnh Giang Vũ. Nhị thúc, trong quan tài này âm đục trầm mà mạnh. Ngôi mộ này tránh ra, e là một ngôi tà mộ cực kỳ nguy hiểm. Phái Tà Lĩnh chúng ta đã rửa tay gác kiếm từ lâu, nhưng hiện nay đang chiến tranh loạn lạc. Thủ lĩnh Tà Lĩnh Giang Hoài Thụy, dân chúng cơm không đủ ăn. Nếu còn không lấy vật quý để đổi lương thực thì bà con của chúng ta e là sẽ phải chết đói. Mở quan tài, dân. Tại hạ thủ lĩnh Tà Lĩnh Giang Hoài Thụy. Thời cuộc hiện tại đang là khói lửa chiến tranh triền miên, nơi nơi gặp nạn, dân chúng lầm than, bất đắc dĩ phải mượn của cải của chủ nhà để cứu mạng bà con. Xin phép mạo phạm, mong hãy lượng thứ. Lão gia, không thể vào ngôi tà mộ này đâu. Các huynh đệ, lần này xuống mộ nguy hiểm quá, không phải để làm giàu mà để cứu nạn. Dưới kia khó đoán là sống hay chết. Nếu không muốn đi thì Giang Hoài Thụy ta sẽ không trách móc. Kệ đi, người trên trấn đang trông chờ chúng ta mang báu vật về đổi lương thực đấy. Đúng thế, giao hàng, kệ đi, xuống mộ. Tà Lĩnh Bí Lục, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Nào nào nào, giúp một tay đi. Đến đây.
lòng không nghĩ bừa, lòng không nghĩ bừa, miệng không nói bậy, miệng không nói bậy. Trong ngoài như một, trong ngoài như một. Ai vi phạm? Bị thần ma cùng trách tội. Ai vi phạm? Bị thần ma cùng trách tội. Bên kia. Hùng Quê. Chạy đi. Nhị thúc, bên trong không có khí độc. Nghìn ngọn núi giấu vàng báu vật. Tạ lĩnh hỏi càng khôn. Phủi bụi niệm kim quyết. Kẻ từng qua phong đô. Giành vật sống chết nơi bát điện Diêm Dương. Chư thần tám hướng tránh Phượng Hoàng. Thiếu gia, thiếu chủ, thiếu chủ. Không sao chứ? Sao rồi? Thiếu gia, thiếu chủ, Giang Vũ. Thiếu chủ, thiếu chủ không sao chứ? Gặp ma, có người. Đâu mất rồi? Người đâu rồi? Thả đèn. Trên bức tường này, nhìn đi. Ở đây toàn là quan tài. Toàn bộ, sao lại có nhiều quan tài thế này? Nhìn kia, ừ, bên kia cũng có. Nhìn đi, bên kia cũng có. Nhìn bên kia đi. Sao trong vách núi toàn là quan tài vậy? Đúng thế, nhiều quan tài thế này là sao chứ? Nhìn đi, nhìn kia, toàn bộ. Rốt cuộc thì sao họ lại chết? Chẳng lẽ chúng ta đến nhầm chỗ? Thủ lĩnh, sắp đến nhà rồi. Ráng lên, cố lên. Nhị thúc sắp đến rồi, gắng gượng đi ạ. Đi mau. Thiếu gia, ai đang ở trước cửa nhà chúng ta vậy? Đừng để ý nhiều như thế, đi mau. Cho hỏi mấy người, tránh ra.
Nhị Thúc, thủ lĩnh Nhị Thúc, đi tìm thuốc đi. Thuốc. Ta tìm phu quân của ta Giang Vũ. Là ai trong hai ngài vậy? Giờ ta không rảnh. Ngài chính là Giang Vũ. Giang Vũ, thành thân với ta đi. Cô nói lung tung gì vậy hả? Giang Vũ của Tạ Lĩnh, ta không nhận nhầm. Hơn 20 năm trước, cha mẹ ta từng cứu mạng nhị thúc của ngài. Khi lên núi hái thuốc, nhị thúc của ngài đã hứa hôn từ nhỏ cho chúng ta. Thủ lĩnh, đồng ý là khi nào ta lớn lên, sẽ cho ta thật nhiều sính lễ, đưa kiệu 8 người khiêng đến rước ta về nhà. Không tin thì ngài hỏi nhị thúc của ngài đi. Thiếu gia, thủ lĩnh sắp không chịu được nữa rồi. Nhị thúc, tránh ra. Nhị thúc. Nhị thúc cố lên, cố lên. Nhị thúc, cố chịu đi. Nhị thúc, tránh ra. Thủ lĩnh, tránh ra. Cô làm gì vậy hả? Cầm máu. Còn không cầm máu thì ông ấy sẽ không cầm cự được nữa. Đi, đi tìm nước, đi. Làm thế này chỉ có thể tạm thời cầm máu cho ông ấy. Ông ấy bắt đầu thấy ảo giác rồi. Nhị thúc của ngài bị thương nặng thế này, e là sắp không cầm cự được nữa. Trong tình huống này, tốt nhất là tổ chức hỷ sự để xung hỷ ngay, khiến Diêm Vương và quỷ sai sợ hãi chạy mất. Như vậy thì có khi có thể sống lại. Hùng Khuê, đi. Chúng ta đi tìm đại phu giỏi nhất thị trấn. Giờ mà tìm đại phu cũng chẳng có ích gì cả. Vết thương của nhị thúc nhà ngài, dù thần tiên có đến cũng chẳng sống được. Cô nói dớ dẫn cái gì? Dù nhị thúc của ngài có chết cũng chẳng sao. Tránh ra, chúng ta tổ chức hỷ sự và tang sự chung luôn. Ta không để ý đâu. Rốt cuộc thì cô muốn làm gì? Ta muốn ngài đưa sính lễ cho ta. Đệ đệ ta sắp chết đói rồi. Ta gả cho ngài, lấy được sính lễ thì ta có thể cứu mạng đệ đệ ta. Nhà ta còn có thể bớt một miệng ăn. Nếu ta không lấy được sính lễ thì cha mẹ ta sẽ không cho ta vào nhà nữa. Tạ Lĩnh, mở kho cứu nạn. Hết tiền lâu rồi. Hết tiền rồi. Người ta đợi ngài lâu lắm rồi đấy. Đại soái, tìm ngài để bàn một vụ làm ăn lớn. Ngươi có biết tại sao Bá Dương lại chết không? Vì trong vở kịch này chỉ có thể có một Bá Dương. Đi. Nào, ngồi xuống. Nói người đấy, nhanh lên, nhanh lên. Thô lỗ. Đại quân Việt Trương Hổ. Người anh em, để ta tự giới thiệu. Ta tên Trương Hổ, đến từ Đông Bắc. Ta là một người có học. Đại soái, ông dốc hết công sức gọi ta đến đây, không phải để mời ta xem kịch nhỉ? Đào hát. Đi đến bên cậu ta đi. Được chứ? Đi. Đi đi. Không chừng. Nói tiếp nhé. Một thời gian trước, nghe nói Tạ Lĩnh dẫn toàn bộ người xuống một ngôi mộ. Kết quả thì chỉ có thiếu gia của họ và một tên hộ vệ đưa thủ lĩnh nửa sống nửa chết thoát được ra ngoài. Thủ lĩnh, nhị thúc, mau đưa mọi người đi. Đi mau. Có hạt. Thủ lĩnh kia là nhị thúc của ngươi nhỉ? Ban đầu ta có lòng muốn hợp tác với ông ta, mà ông ta không màng đến ta. Cái này là gì? Cái này gọi là nể mặt mà không thèm. Nhìn ta đi. Muốn súng có súng, muốn người có người. Các anh em, có phải không? Phải, phải, phải. Ngươi nói mà xem, nhị thúc của ngươi chẳng là gì cả.
Đại soái, nhị thúc ta đang không khỏe, thứ cho ta không thể đi xa. Cáo từ. Giang Vũ, bọn ta đến cứu ngài đây. Sao hai người lại đến đây? Đại soái, ông đang có ý gì vậy hả? Người anh em, chúng ta biết người có bản lĩnh, đó là có thể hỏi đường tiểu quỷ ở trong mộ. Vậy nên chúng ta muốn mời ngươi đi với chúng ta một chuyến. Ngươi xem, các người có bản lĩnh, bọn ta có súng có pháo, hai chúng ta hợp tác thì chắc chắn có thể tìm được báu vật, đúng không? Ta nói rồi, ta không đi đâu cả. Một là bắn chết ta ngay bây giờ, hai là thả cho ba chúng ta đi. Đi. Ta là một người có học, nhìn cho rõ đây là ai đi. Nhị thúc, nhị thúc. Hùng Khuê, đừng ra tay. Đúng, nghe lời thiếu gia đi. Nhị thúc, nhị thúc của ngươi à? Nhị thúc, ông xem giờ ông đã thành thế này, chi bằng để ta tiễn ông lên đường sớm một chút, để cậu ta có thể đi cùng ta vài ngày. Ta thấy đây gọi là giao dịch công bằng. Đừng. Quan tâm à? Ta nghĩ ngươi không phải người máu lạnh. Chuyện gì cũng có thể bàn bạc. Sợ rồi à? Ta đi, ta đi. Đại Mao, có, tập trung đội ngũ, ngươi dẫn đường. Còn tránh nữa chứ? Có mặt cả chứ? Có. Đi. Nhanh lên, đi, đi. Nhanh nhanh nhanh. Nhiều thế này à? Tìm. Nhanh, tìm. Bên này. Tìm kỹ ra. Qua bên đó xem thử đi. Cẩn thận đấy. Giúp một tay, nào. Thiếu gia. Bên đây chẳng có gì cả. Đại soái, có vàng ở đâu? Đại soái, ngài xem này, ở đây, vàng đó. Đại soái, nhị thúc, mau đến đây xem. Theo truyền thuyết, nơi Tự Phúc luyện thuốc trường sinh bất tử đã dùng 3.000 đồng tử làm vật dẫn cho nghi thức thờ phụng. Lạ thật, người của chúng ta lúc trước đi đâu cả rồi? Hóa vàng treo trên cơ thể những người giả này có lẽ là một loại cống phẩm để tỏ lòng an ủi. Vàng. Đại Mao, lấy từng cái một. Lúc về ta dẫn các ngươi đi tìm gái. Hay lắm, hay lắm, hay lắm.
hình vẽ trên quan tài là bùa chú dùng để trấn áp quan hồn của du thuật thời Tiên Tần. Tìm thấy quái vàng rồi. Truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, nhưng số lượng người giả ở đây cũng như cấu tạo quyệt mộ đúng là rất kỳ lạ. Thiếu gia, các anh em đâu rồi? Không đúng, không đúng lắm. Các anh em cướp nhiều một chút, cướp nhiều một chút đi. Làm gì vậy hả? Rút, rút. Thiếu bang chủ muốn đi đâu mà vội vàng thế? Muốn về động phòng ư? Ta đã đưa các ngươi xuống mộ, còn lại các ngươi tự đi đi. Ta phải nhanh chóng về cứu nhị thúc của ta. Ta khuyên các ngươi, ta khuyên các ngươi mau, mau, mau đi đi. Cầm lấy Đại Mao. Giờ ta phong ngươi làm đại đội trưởng. Đại đội trưởng Đại Mao. Có, lên đi. Lên. Thứ này biết phun độc. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Mọi người chạy mau. Cẩn thận. Có tay không đông, chủ nhân không may. Lối lên nguy hiểm đường dài dài, từ đầu đến cuối là hổ bắt dê. Sống chết ra sao có mắt như mù. Hùng Khuê, gió, nhanh lên. Đứng dậy, đi. Thiếu gia. Đại soái, ở đây có lối ra. Đại soái, ở đây có lối ra. Nhanh lên. Báo cáo số lượng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Báo cáo lại xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trương Hổ, ông làm gì vậy hả? Đừng tưởng ta không biết các ngươi muốn làm gì. Ta mất bao nhiêu lính thì các ngươi phải đền cho ta bấy nhiêu ngón tay. Đừng làm khó một cô gái. Muốn cắt thì cắt tay của ta này. Ngươi nghĩ ta không dám chắc? Đại soái, vẫn phải giữ chúng lại để giúp chúng ta tìm báu vật. Thank you.
Ngài là một người đàn ông tốt. Đợi ta về cứu được đệ đệ thì ta sẽ cùng ngài sống thật tốt. Đợi cô cứu được đệ đệ của cô, ta cứu được nhị thúc của ta. Rồi hãy nói. Mùa gì mà hắt tới này? Nhìn đường đi. Mùi này đúng là hơi nồng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Phía sau ta đi, Quách Tử. Quách Tử, Đại Mao, ngươi làm gì vậy? Bỏ súng xuống. Đại Mao điên rồi, bắn nó đi. Có thể cứu nhị thúc. Đừng chạy, nhanh lên, đuổi theo, nhanh lên. Đâu mất rồi? Sao lại không thấy đâu nữa? Mọi người đuổi theo cho ta. Thì ra đây chính là nơi Từ Phúc giấu thuốc trường sinh bất tử. Quân phòng lập. Đây chính là bia đá cho 3.000 đồng tử Từ Phúc đã dựng nên. Từ Phúc, ý của thúc là nơi này có khả năng là mộ của Từ Phúc. Mộ của Từ Phúc? Đây không phải mộ. Nơi này là nhà giam. Nhị thúc, tránh 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 ra. Đây và đây nữa có nghĩa là gì? Kẻ về thì sống, kẻ vào sẽ chết. Ông đây sợ quá mà. Tránh ra.
Nào, cầm lấy, tránh ra. Đèn trường minh đồng tử. Sao vậy? Người này hình như là thật đấy. Vậy à? Để ta xem nào. Hình như đây là thật nhỉ. Đừng đụng vào. Trong mộ này có ẩn giấu cơ quan, đừng đụng vào những thứ ở đây. Này, ngươi hung hăng với ai đấy? Đại Mao, Đại Mao, đừng di chuyển. Ở đây. Mở cửa đi. Cảnh giác. Tránh ra. Có ai không? Không phải là chẳng có ai à? Cứ giở trò thần bí. Có thứ gì? Cứ lấy thoải mái. Lấy được chút nào hay chút đó. Đại soái, ta đeo cái này có đẹp không? Sau này người tên là Sa Tăng. Dân. Đại Mao, Giang Vũ, thiếu gia. Nhìn cái gì hả? Đuổi theo. Được.
chạy cái gì chứ? Đại soái, không có ai cả. Đại soái, bên ta cũng không có ai. Đây là đan tặng của hồi môn. Thứ những đồng tử kia đang nâng đều là đồ vật may mắn trong của hồi môn. Gương đồng dài dày tượng trưng cho việc cùng đi đến già. Ống nhổ tượng trưng cho con cháu đầy đàn. Của hồi môn, vậy thì là có báu vật rồi. Đại soái, cái này. Đại soái, đại soái không sao chứ? Mở, mở, mở ra hết. Mở, 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 mở ra hết cho ta xem. Mau xuống dưới xem thử. Được. Đi, chúng ta cũng đi xem. Mở ra xem. Giang Vũ, Giang Vũ đừng mở ra. Triệu Ngũ, ngươi, sao ngươi lại ở trong đó? Ngươi cút đi. Ông nội ngươi mới ở trong đó. Ai ở trong quan tài vậy? Thiếu gia, trong này cũng là ta. Giang Vũ, không đúng, còn thiếu một người. Không có cô ta. Cô, rốt cuộc thì cô là ai? Ta là tân nương của ngài. Vậy ngươi là ai? Đừng quên là ta cũng ở trong quan tài. Sao ta biết? Ngươi có phải đang giở trò với ta không? Là họ sao? Đúng, chính là họ. Ở đâu vậy? Mấy con nhóc kia đâu? Đi. Đại soái, chúng chạy rồi, đuổi theo. Đại soái, đại soái, đuổi theo. Con đàn bà thối, muốn thả cho chúng đi à? Ta cho ngươi biết, vết sẹo trên mặt ta là do cha ngươi để lại vào năm ấy. Ta cho ngươi biết, ngươi đang trả nợ cho ông ta đấy. Đại soái, vì ngài,
Ta đã bán đứng cả cha ta, sao ta có thể thả người ngài muốn giết? Nếu ngài không tin ta thì giết ta đi. Ta sai rồi. Sao ta có thể không tin em chứ? Năm đó khi em bán đứng cha mình, ta sợ hãi lắm. Đại soái, người cho ngài biết núi Lan Gia có mộ là ta. Nếu Giang Vũ biết thì hắn sẽ hận đến mức muốn giết ta. Sao ta có thể cố tình thả cho hắn chạy chứ? Ta tin em. Lát nữa chúng ta đi bắt bọn chúng được chứ? Mau đuổi theo. Thiếu gia, mau. Đi, thiếu gia đi vào trước đi. Đuổi theo. Hùng Quế, đi thôi, đi cứu thủ lĩnh. Hùng Quế, cùng vợ của ngài đi. Đi đi mà, đi. Có kẻ nào ta muốn bắt mà lại không bắt được chứ? Đúng không tiểu ma? Đi thôi. Đại soái, đại soái. Hùng Quê, Hùng Quê. Hùng Quê, Hùng Quê. Hùng Quê, Hùng Quê. Hùng Quê, Hùng Quê, Hùng Quê. Hùng Quê, Hùng Quê. Hùng Quê, Hùng Quê, Hùng Quê. Thiếu gia, thiếu gia. Đông Thanh, Đông Thanh, thiếu gia, Đông Thanh. Thiếu gia, không ngờ các ngươi còn sống. Thiếu gia, đúng thế, chỉ còn ba người bọn ta may mắn sống sót. Chẳng lẽ chúng ta đến nhầm chỗ? Đâu mất rồi? Lão Hắc, Lão Hắc, Lão Hắc. Lão Hắc. Lão Hắc, Lão Hắc, Lão Hắc, Lão Hắc không sao chứ? Lão Hắc. Chạy mau. Sao lại có một con nhện lớn thế này?
đỉnh kim cương. Chạy đi. Chủ mộ không chỉ luyện chế thuốc trường sinh bất tử mà còn để lại quái vật ở đây. Ngôi mộ này không đào được nữa. Giang Vũ, chúng ta đi thôi. Đi. Nhị thúc, thủ lĩnh. Nhị thúc, nhị thúc. Thủ lĩnh, thủ lĩnh, thủ lĩnh. Thủ lĩnh, nhị thúc. Mau đưa mọi người đi. Đi mau. Đi, đi, đi mau. Nhanh đi thôi. Nhanh đi thôi. Đi. Đi. Đông Thanh, đi thôi. Nhanh lên. Thiếu gia, đi thôi. Ngài còn sống thì Tạ Lĩnh sẽ có hy vọng. Đông Thanh, Đông Thanh, bọn ta đã bị nhốt ở đây lâu lắm rồi. Ta cứ nghĩ bọn ta đều sẽ phải chết ở đây. May mà thiếu gia đã đến. Đúng thế, đưa bọn ta về sơn trại đi. Không được, ta không thể đi. Ở đây, chỉ có ở đây mới có thứ đó. Chỉ có thứ đó mới cứu được nhị thúc của ta. Đúng lúc lắm, các người đều ở đây. Đi đi đi, cùng ta đi cứu nhị thúc. Đi, thiếu gia đừng tìm nữa. Còn tiếp nữa thì chúng ta sẽ phải chết ở đây hết. Đúng vậy, đừng tìm nữa. Thủ lĩnh chết thì ngài chính là thủ lĩnh của bọn ta. Đúng thế, nhị thúc chưa chết. Sao người có thể nói những lời như vậy chứ? Thiếu gia, chúng ta đã cứu thủ lĩnh một lần. Làm anh em như vậy đã là không thẹn với lòng. Đúng thế, bọn ta cũng có gia đình. Bọn ta chết thì họ phải làm sao? Tạ Lĩnh không còn thủ lĩnh thì vẫn còn ngài. Ngài còn sống thì Tạ Lĩnh sẽ có hy vọng. Không được, nghe theo ta đi. Không được, không được. Ngươi không phải Đông Thanh. Hắn sẽ không nói như vậy. Rốt cuộc thì các ngươi là ai? Cố Lăng, cuối cùng nàng cũng đến. Thiếu gia, Đông Thanh, các người làm gì vậy? Chẳng phải ngài rất muốn có thứ đó ư? Chỉ cần ngoan ngoãn nằm vào đó thì sẽ vĩnh viễn có được nó. Ở lại đi. Ở lại, ở lại, đừng đi nữa. Ở lại, ở lại.
ca, để bắt được Quynh rồi. Ông là ai? Ta là ai không quan trọng. Điều quan trọng là nàng muốn có thứ gì. Nàng muốn có của cải và cuộc sống bình yên. Đã lấy thứ ở đây thì sẽ phải ở lại đây, trở thành tân nương của ta. Ta không phải tân nương của ông. Ta không phải tân nương của ông. Rời khỏi thời loạn lạc đầy tranh chấp, mãi mãi ở lại đây, chẳng phải là điều nàng mong muốn sao? Ở cùng ta không tốt ư? Ta có thể cho nàng vinh hoa phú quý. Thiếu gia, ra đây đi. Bọn ta sẽ không làm tổn thương ngài. Ở lại đi. Ở đây tốt lắm mà. Ta nghe thấy rồi. Ta sắp tìm ra ngài rồi. Tìm được ngài rồi. Tân nương của ta không chạy được đâu. Chẳng phải nàng muốn vàng ư? Ta có thể cho nàng hết. Tân nương của ta. Đây không phải sự thật. Không thể nào. Chắc chắn là ảo giác. Trước tỵ sau hợi, quể cấn trước dòng nước. Đá lạ cản đường không ai về. Tà khí cùng đến tò dò bay. Đường càng chặn đứng người tự quỷ. Đừng chạy nữa. Ở lại với ta đi. Chạy không thoát đâu. Ca ca, chơi với bọn đệ đi. Nữa, cũng không cần sính lễ nữa. Ngày mau đưa ta đi đi. Đưa ta về nhà đi. Ta không cần nữa. Ta không cần nữa. Ta chỉ muốn cứu đệ đệ của ta thôi. Tại sao hắn đuổi theo ta mãi không tha vậy? Đằng sau cô đâu có ai. Đưa ta đi đi. Ở lại đi. Đưa ta đi đi. Đừng nói nữa. Chúng ta rời khỏi đây đã. Rời khỏi đây. Nhanh lên đi. Ở lại đi. Ở lại. Thiếu gia, đi thôi. Sao ngài lại không đi nữa? Cô không thấy có người sao? Đâu có ai chứ, mau đi thôi. Tân nương của ta,
Hắn đuổi đến rồi. Đi mau, nàng muốn đi đâu thế? Giang Vũ đi mau, hắn đến rồi. Chẳng lẽ thứ chúng ta nhìn thấy không giống nhau, đều là ảo giác? Chẳng phải nàng muốn vàng sao? Ta có đây này, ở lại đi. Chỉ có thể liều thôi. Cố lòng. Cô có tin ta không? Tin. Nếu tin ta thì đi theo ta. Cố Lăng. Giang Vũ. Giang Vũ. Rốt cuộc thì có chuyện gì đây? Ngươi, rốt cuộc thì ngươi muốn đưa ta đi đâu? Tìm ra báu vật chưa? Sao ngươi còn muốn quay về? Ngươi cho rằng có trường sinh tồn tại thật ư? Nhưng ở đây có rất nhiều báu vật, có thể là của ngươi hết đấy. Chỉ cần ở lại cùng nhau thối rữa, nghiêm túc mở quan tài cứu nạn, cưới xin gì tiền, là do chúng ta không có sự lựa chọn khác. Vậy ư? Thế thì đây mới là nơi hợp với các ngươi nhất. Các ngươi có thể ở đây mãi mãi. Ở lại đi. Mãi mãi. Giang Vũ. Không thể nào. Tất cả là giả. Đây là một vở kịch. Tất cả là giả. Cố Lăng. Cố Lăng. Cố Lăng. Cố Lăng. Cố Lăng. Không phải. Cố Lăng. Hùng Quê. Hùng Quê. Tỉnh lại đi Hùng Quê. Hùng Quê. Hùng Quê. Hùng Quê. Thiếu gia. Cố Lăng. Cố Lăng. Cố Lăng. Cố Lăng. Đại soái. Đại soái. Đông Thanh. Đông Thanh. Đông Thanh. Đông Thanh. Cố Lăng. Cố Lăng. Cố Lăng. Cố Lăng. Cố Lăng. Cố Lăng. Đại soái. Đại soái. Cố Lăng. Cố Lăng. Cố Lăng. Không phải. Không phải. Đại soái. Cũng không phải người này. Cũng không phải. Cố Lăng. 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 Đừng chạm. Đừng chạm vào ta. Cố Lăng. Là ta. Là ta đây. Là ta đây. Buông ta ra. Giang Vũ. Giang Vũ. Giang Vũ. Giang Vũ. Giang Vũ đây.
ta có một giấc mơ rất đáng sợ. Không sao, là giả thôi, là giả thôi. Chỉ còn lại 4 người. Đại soái, chết nhiều như vậy mà chỉ lấy được một quả trứng. Nơi này có rất nhiều cơ quan, đừng chạm người vào thứ gì. Giờ chỉ còn lại 3 người lính. Giang Vũ huynh đệ, người nói thật cho ta biết đi, rốt cuộc là chuyện gì đây hả? Là loài thực vật nào đó từ phúc từng trồng khi luyện chế thuốc trường sinh bất tử lúc còn sống. Rất có thể chúng ta đã gặp phải ảo giác. Từ lúc ngửi thấy mùi hương gây mũi, có nghĩa là từ khi mở cửa đá, chúng ta đã đi vòng quanh ở một chỗ suốt. Mấy con nhện đó chắc chắn đã ăn loài cây kia nên mới thành ra như vậy. Đừng nói nhảm nữa, tìm lối ra đi. Ở đâu có tiếng trẻ con khóc vậy? Đây không phải tiếng khóc, là gió, là gió, là tiếng gió rít qua khe nứt. Có gió. Đi, đi. Thiếu gia, Giang Vũ, đi, nhanh lên. Nhanh lên, mau đi, mau đi. Đừng đạp lên nó, có cơ quan, chạy mau. Để ta. Nhanh. Đại soái, đi mau. Nhanh. Nhanh lên. Nhanh, nhanh lên. Đại soái, nhanh lên, nhanh nào. Tránh ra, tránh ra. Đừng bỏ ta lại. Ông làm gì vậy hả? Còn có thể cứu hắn mà. Ranh con, người nói thật cho ta xem, rốt cuộc thì ở đây có gì? Bồng lai, phương trượng, doanh châu, những thứ từ phúc trân quý nhất đều ở đây, nên luyện thuốc trường sinh bất lão. Thiếu gia, ngài muốn tìm nơi này phải không? Đến cả rồi sao? Đại soái, ta tìm ra báu vật rồi. Một, hai, ba, bốn. Đại mao vẫn còn đây, chứng tỏ chúng ta vẫn đang trong ảo cảnh. Người anh em Giang Vũ. Năm, ta không cần báu vật nữa. Cho ta biết làm sao để ra khỏi đây đi. Ta không biết. Thằng khốn nhà ngươi, có khi ảo ảnh này thực sự có thể hại chết người khác. Mau cứu ta.
ở cùng ngươi thì chi bằng ta chết luôn đi. Ta chỉ hận gì không thể chết cùng ngươi. Ta chỉ... Đừng sợ, chúng ta hãy hòa làm một. Đây là cái cây kia. Chạy đi thiếu gia, nhanh lên. Đi mau, nhanh lên đi. Nhanh lên. Đi. Cố Lăng, nhìn gì vậy hả? Đi mau. Đi mau đi. Giang Vũ, đưa tay cho ta. Đưa tay cho ta. Hãy sống cho tốt. Giang Vũ. Giang Vũ, cô phải sống thật tốt. Giang Vũ. Giang Vũ. Thời kỳ dân quốc quân Việt giao chiến, dân chúng cơm không đủ ăn. Toàn bộ phái Tả Lĩnh do thiếu chủ Giang Vũ dẫn đầu không may mất mạng trong mộ khi đi lấy báu vật cứu nạn. Thủ lĩnh Giang Hoài Thụy chết do bị thương nặng không thể chữa trị. Biết ơn chỉ hiện là thời đại bình yên hưng thịnh. Trong thời loạn lạc, nước mất thì nhà cũng tan. Trong thời loạn lạc, chẳng còn nơi nào để đi, chẳng còn đường để về. Tự như một lời nguyền. Trăm vạn quân giặc bao vây Nam Dương, không được ứng cứu, cũng không có lương thực, rồi cũng có ngày thành bị phá. Khóc cha hỡi khóc cha, khóc mẹ hỡi khóc mẹ. Trăm vạn quân giặc bao vây Nam Dương, không được ứng cứu, cũng không có lương thực, rồi cũng có ngày thành bị phá. Khóc cha hỡi khóc cha, khóc mẹ hỡi khóc mẹ.